chơi sung rất là hay. Sung cũng khá là dễ làm, chỉ có điều là so với giá trị về cây cảnh bonsai thì nó giá trị nó không cao bằng xanh si, nên là cũng chỉ một số anh em chơi thôi. Cái tay này cũng khá là ok đúng không này, tay này khá là ok rồi. Đây, đây dưới này, này có nên lấy cái dưới này không, cũng không cần thiết lắm. Đây là hơi vếch, hơi vếch xuống vậy. Cái đấy cứ để chờ ông này các bác này. Các cái mầm mầm cây giờ thành những cái chu quả này đấy, cho nên là các bác lưu ý không cắt các cái mầm đi, cứ để cho nó già lá như này thì vặt hết lá với cả búp đi thôi đấy. Vặt hết lá với búp đi để sung là như thế các bác nhé. Đây này, nó dài quá thì thôi mình cắt nó đi này. Thì chính sau là những cái mầm này nó sẽ thành quả để chi chít này các bạn. Đấy. Nói chung là khá là ưng ý. Bây giờ nó sai quả lắm, nhưng mà đánh quần đây này, rụng này. Rụng rất là nhiều, đánh quần ở dưới đất. Cắt rễ thì bắt đầu nó chút quả lắm. Đấy, ép cái này cho. Đấy, ok. Vâng, hôm nay cũng tiện trồng cây sung thì tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn là cái khâu chuẩn bị đất. Đất của tôi thì cái đất này là cái đất ải. Đất ải tôi có mua về tôi trộn lẫn chấu với phân từ ổ sẵn rồi. Đấy, giờ cứ trồng cây là lấy ra trồng thôi. Bây giờ sẽ trộn thêm sỉ nữa. Sỉ tức là đây là chấu với đất với phân là hai phần. Sỉ sẽ làm một phần. Trộn lẫn vào. Trộn lẫn vào đó trồng. Sau đó là khi mà gần đến cái mặt trồng cây thì tôi sẽ giải một lượt phân nữa, giải một lượt phân lợn khô, sau đó tôi lại giải một lượt đất trộn này lên nữa, sau đó mới đặt cây lên. Đấy, quy trình của tôi là như thế. Thì cái sỉ này thì cũng lưu ý với cả các bác mới chơi, nó sỉ này cũng không nên đập nhỏ quá. Đấy, đập cũng khá là to này, không nên nhỏ quá nhé. Đấy, cả to là ngón chân cái. Đấy, hơn ngón chân cái, đa số bằng ngón tay này, đầu ngón tay. Sỉ đập mà bé quá nó lẫn vào với đất thì nói chung nó cũng giảm cái tác dụng của sỉ. Hôm nay tôi làm cuốn clip chia sẻ với quý vị và các bạn một cái tác phẩm mà tôi cũng khá là tâm đắc, một cái phôi sung. Hôm nay tôi cũng mới đưa lên chậu cái phôi sung được thiết kế như dáng của cây xanh như vậy, làm ba vai. Vì một mình vừa làm này cũng không quay lại được, cho nên là chỉ là khi nào xong thì mới quay lại để chia sẻ với quý vị các bạn. Đây mới vào được chậu, còn sau đó là sẽ định hình lại. Ví dụ như những cái cành như này là cũng sẽ ép xuống. Đấy, em khẩu này cắt đi. Thì như quý vị các bạn đã thấy thì đây là một cây sung rất là lực, cây khá là lớn. Hai bốn sáu, nói chung là vanh vanh gốc chỗ này nó rơi vào khoảng 90, như một cây đại thụ. Cây đang trồng một cái chậu lọt lòng là 5 năm 70, rất là bảo vệ.
Cái đặc điểm của cây này thì được làm rất là kỹ ngay từ đầu ấy. Ngay từ cái tay này. Cắt giật rất là nhiều lần. Cắt giật rất là kỹ. Rất là sai quả. Rồi nó lứa quả nó sai rụng. Đây, đang chuẩn bị ra này. Đấy. Cái chu quả này rất là nhiều. Trước đây là cắt giật lấy từ trong này này. Đấy, bây giờ nó liền múp hết rồi. Ra này, ra này cắt giật tiếp này. Giật tiếp này. Nói chung là làm khá là kỹ. Cùn cút chút chít rồi. Đây, ngay từ đây trước đây cắt giật phát thứ nhất ở đây. Nó mút vào cái gì? Không còn nhận ra nó cồn tít. Cồn tít luôn. Ra này để giật. Ra này giật. Ra này giật. Đây. Làm rất là kỹ. Cái sung mà chính tay mình làm khá là tâm đắc. À, chính thức là đưa lên chậu. Cây này thì nó cũng có tuổi đời rồi quý vị. Khá là già. Nói chung là đưa lên chậu làm bộ dăm nữa là ok. Cái cành này tí nó sẽ ép nó xuống định hình lại. Đây còn cái ngọn này hôm vừa giờ tôi mới cắt giật đây này. Nó cũng đang lấy những cái mầm rất là đẹp. Tôi sẽ lấy sâu xuống. Đấy. Trông như thế này thì nó hơi dài, nhưng mà vì sung lắm khi nó cắt nó lấy không như ý, cho nên là tôi cắt hơi dài để tôi đợi mầm. Đợi mầm. Đây, rất là già. Đu biếu rồi này. Đây thì nó cũng đã lấy được cái mầm ở đây cũng khá là ưng ý rồi. Đấy, lúc gì tôi sẽ cắt ngắn đây đi, vòng lên nó tuệ ra quả phúc ở đây. Đấy, cái tay này xòe rồi. Đây, toàn bộ những cái cũng đã có nhiều lần tôi chia sẻ với quý vị các bạn này, sung muốn nó ra sai quả. Đương nhiên là một số cái giống hiện nay thì nó được gọi là siêu quả thì nó rất là sai. Còn này những cái cây quả nó có quả nhưng nó ít ấy, thì quý vị và các bạn có thể chú ý, chứ không phải là cây nào nó cứ ra nó đương nhiên nó sai. Ví dụ như những cái cảnh như thế này, này quý vị này. Đấy, nó là cái cành mầm. Nó là những cái cành mầm quý vị. Nhưng mà khi mà mình cắt đấy thì mình lá giả thì mình cứ ngắt lá đi thôi. Đấy. Cứ ngắt lá đi thì sau là chính những cái cành mầm này nó sẽ thành những cái chu quả. Đây quý vị này. Những cái cành mầm này. Đấy. Nó sẽ thành những cái chu quả và tất cả những cái mầm này thì nó sẽ là những cái mầm quả. Cho nên là khi mà mình cắt dọn này thì có những chỗ nào nó không cần thiết thì mình dọn đi thôi. Còn lại này cứ để sau đó là ví dụ cần thiết thì mình cắt ngắn đi thôi. Đấy. Thì tất cả những cái cành mầm này sau này nó sẽ là những cái chồi quả này. Nó sẽ là những cái chồi quả, khi nó nhiều chồi thì nó tất nhiên nó sẽ sai rồi. Đây. Ví dụ các bạn nhìn tôi cắt này, giờ để nó mọc ra thành những cái chồi quả luôn. Rất là sai. Rồi nó tôi đã đánh quần ở dưới đất. Nên quả nó bắt đầu nó chút xuống hết, còn ở trên thân này còn mấy quả thôi, mấy quả vàng au đây, còn toàn bộ nó chút xuống rụng hết, rất là ưng ý. Bây giờ kia tôi sẽ tiến hành đây xử lý, tôi cắt dọn rồi để ok rồi để tiếp tục chia sẻ với các bạn. Riêng cái này ngay cả khi mà trồng nuôi là cái phần rễ móng này tôi cũng làm rất là kỹ rồi. Đấy. Hiện tại tôi đang lấp đi, nó cũng là có móng hết đấy. Chia 5 xẻ 7 trước rễ tôi cắt giật là mấy lần rồi. Chưa cắt giật hết cả rễ rồi. Đây đây, nó cũng có rễ nhưng mà bây giờ đang bị lấp đi rồi. Để cho nó lên rồi bắt đầu khui ra để trông rất là phê. Đấy, những cái điểm này nó lẩy thì tôi sẽ thu bớt nó lại. Đây, tất cả những này là thành quái này. Cây sung rất là phê.
cả hai mặt nha các bạn. Như bên này thì khá là ổn rồi. Đấy. Tuệ phát đây là xong. Còn bên này thì cũng đang vẫn phải nuôi một cái bông đỡ ngọn ở phát nữa xong nó mới nên quả phúc. Nói chung là sung thì nó lên rất là nhanh các bạn. Sung nó lên rất là nhanh. Cho nên là khoảng 2 năm nữa cây này sẽ mịn tít thôi. 2 năm nữa các bạn ạ. Bây giờ vì là một mình cho nên không thể là vừa làm vừa quay được. Này, sung cứ mỗi một lần là bong vảy như này này, cây lại một lần lớn rất là già. Đây, các bạn nhìn rất là già, đỏ au. Rất là tâm đắc. Sau một hồi chỉnh sửa thì bây giờ phôi sung cũng bắt đầu hiện nguyên hình rồi. Dọn dẹp một tí rồi trông nó sạch sẽ thôi. Thì sung nó mỗi một lần nó lớn là nó bong vảy rồi. Thì rất là già. Sẽ đỏ áo. Các cái mầm nhỏ. Phê quá các bạn. Đấy, xử lý cái quả phúc rồi nữa. Khi mình đưa lên chậu thì mình định hình cho nó, mình chăm sóc thì nó được sạch đẹp hơn. Cũng như dưới đất nó lắm khi ở dưới đất này muốn chăm sóc sạch đẹp tí cũng chỉ được một hai lần nó lại đâu đấy. Đưa lên chậu này nó sạch sẽ, trồng cây bao giờ nó sạch thoát cây. Vì cứ ngày ngắm chỗ nào ngứa mắt cái là xử lý ngay, cho nên là cây lúc nào cũng đẹp xinh. Đấy, các bạn nhìn chu quả này chiu chít rồi. Quả thì bây giờ cũng tỉa đi để cho nó khỏe cây không rụng, nó rụng nhiều. Có lưu ý cây sung có hai cái vấn đề. Thứ nhất là mầm ấy không được cắt, muốn sai quả không được cắt. Đấy, chỉ bấm lá đi thôi, già mầm là sẽ thành quả. Cái thứ hai nữa là khi mà vặt quả thì không được vặt hẳn cái chu như này, chỉ vặt mỗi quả không thôi. Hai cái vấn đề liên quan đến quả sung. Chuyện chia sẻ với nhiều bác không biết, hoặc là lắm khi cây thì cảnh nó người ngoài không biết vào nhìn thấy sung ngon tiện tay cầm cái dẻo phát này cả chùm thôi. Thế mà nếu mà khi các bạn là vật quả đi thì là sang năm cái chỗ cái chu đấy nó tiếp tục nó sẽ ra quả, mỗi lần nó một sai hơn. Chia sẻ số cái sau khi mà mình nuôi sung mấy năm này biết. Như vỏ sa cơ vậy dạy. Cứ đừng nghĩ để lại ba cái cành thở này để cho nó kéo mạnh tí cho nó kéo dễ các bạn. Thì là dưới này thì mình cũng xuống hết rồi cho nên mình cũng không sợ nó không bật, sung nó bật cũng khỏe lắm. Và cũng quay một vòng nữa để chia sẻ với các bác này. Hẹn các bác ở những cái video sau. Các bác thấy hay thì hữu ích thì xin các bác cho một cái like.
Bác nào chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ Bonsai TV. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Tochter aus Elysium, Tochter aus
Yeah.